Tập 6. Ngô lão đại. Ồn ào quá. Hay lắm. Cậu chủ quá dữ. Cậu chủ, cậu rốt cuộc cũng tỉnh rồi à? Quỷ vật từ đâu mà ra, ở đâu ra mà oán khí lớn như vậy chứ? Quả nhiên, kỹ năng ngự phong này chính là do cuốn sách bìa vàng kia ban tặng sau khi giết được nhện yêu. Dùng thì cũng rất dở hết, nhưng mà độc tính nhện yêu vẫn chưa bị rượu ngọc hành hóa giải sai sỉ. Cưỡng bức sử dụng vẫn là coi chú. Quá sức, cậu chủ. Cậu chủ, cậu chủ, cậu chủ. Sao thấy giống con gián thế nhỉ? Tao đây là ngủ cái nghề sao? Xin chào Lý đại sư phải không? Ta là Trương Tố Hiền đi. Ta tìm cậu mấy ngày rồi. Xin đại sư hãy cứu lấy con gái ta. Trương lão, ngài tới rồi. Tiểu đường, vị này chính là Lý Trường An tiên sinh. Nếu có nhìn tuổi tác còn trẻ nhưng đạo pháp tinh thâm, là cao thủ mà ta đặc biệt mời đến đây phản. Vậy thì tốt quá, Trương đại sư, Lý tiên sinh mời đi theo ta. Tầng 8 không có thang máy, các vị chờ chút, để ta mở cửa. Cậu đang làm cái gì vậy? Thân là cảnh sát, vậy mà lại mang hai người không liên quan vào hiện trường. Nỡ phá hủy đi vật chứng quan trọng gì còn có chịu trách nhiệm nổi không? Trường trưởng đội, thật ra không phải ta, mà là cục trưởng. Ta nói này Tiểu Vân. Tiểu Đường nói đúng đó, chuyện này Vương cục trưởng đã bàn giao lại cho ta. Cô không cần nhúng tay vào đâu. Ơi là Tiểu Vân, tôi tên là Trương Thiến. Cái gì mà lại bảo không cần nhúng tay vào? Tôi là cảnh sát hay ông là cảnh sát đi? Phải được, tôi hiểu rồi. Nhớ kỹ cho tôi, nếu phá hủy hiện trường, tôi sẽ bắt các người ngồi sớm mấy ngày đó. Được, được, được. Tiểu Vân, nếu có còn có việc thì mau đi đi, yên tâm bên này đã có Tiểu Đường rồi. Trương Cảnh Quang chắc hẳn là con gái của lão thần cô này, nhưng cô ta thân là một cảnh sát, còn cần ta cầu cứu gì chứ? Chẳng lẽ vấn đề là nằm ở trên người chết? Bốc mùi quá đi. Để ta mở cửa ra cho thông thoáng. Đừng, đừng, đừng. Nên báo vệ hiện trường. Lão thân cô có nói rằng nạn nhân đã được phát hiện cách đây vài ngày. Nhưng sao bây giờ bên phía cảnh sát vẫn chưa đưa thi thể đi? Người bình thường còn nhiều thuốc diệt gián như vậy sao? Nạn nhân tên là Tuyến Trình, năm nay 22 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học, một mình lên thành phố sinh sống, hiện giờ đang làm cho một công ty truyền thông. Lạ thật, sao mắt của người này lại... Một chạy đi. Lần này sao lại nhiều như vậy? Gián chỉ cần tới gần thi thể phi thì sẽ có rất nhiều gián bay ra tấn công, cho nên cảnh sát mới chậm trở xử lý thi thể phi. Tôi còn tưởng các người đã có biện pháp đối phó phi phi. Biện pháp đối phó, đúng rồi.
Lý tiên sinh, cứu mạng. Không có để ý, mém xíu nữa là quên các người luôn rồi. Phong Lai, Trương tiên sinh, sau khi giết được nhận yêu đó, liền nhận được thần thông ngự phong, quả thật rất mạnh. Đem hơi thở bản thân kéo theo cuồng phong, nhưng mà nó muốn thuần thục thì được, tiêu hao vẫn là quá lớn. Trương Đại Lực, Trương Đại Lực cái gì? Ở đây có tên nào là Trương Đại Lực sao? Trương Đại Lực, ông tôi không quan tâm. Nhưng mà tiểu đường, tôi luôn dặn cậu là phải bảo vệ hiện trường. Vậy đây là cách cậu bảo vệ hiện trường sao? Cái này, tiểu vương, nghe tôi giải thích đã. Im miệng. Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi tên là Trương Thiến. Hả? Đây là... Các người có chuyện gì thì đợi tới lúc vào đồn rồi hẳn núi. Ui da, ui da, không biết khi nào lại ném thủy tinh từ trên cao xuống. Chân này của ta cũng coi như phớ rồi. Bạch Tú Dạ, ngươi nằm ở đây làm cái gì vậy? Ờ, thì ra là Trương đội trưởng, không có gì đâu, ta đang tìm mấy con gián ở chơi cùng ấy mà. Trương đội trưởng, chuyện này là sao vậy? Sao lại cái nhiều gián, sao lại cái nhiều gián, cả người đều bẩn thỉu. Chính là bọn tôi đã ở khách sạn bên ngồi mấy ngày rồi, có nhà mà cũng không dám quay về. Đúng vậy, cái tên thanh niên đã chết kia các người ấy, đem chôn hắn đi, bỏ mà cũng không thành vấn đề. Mọi người yên tâm, hãy tin tưởng cảnh sát chúng tôi chắc chắn sẽ giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt. Lý Tiên Sinh chắc cũng đã nhìn ra ta với Tiểu Vân có quan hệ. Quả thật con bé chính là cô của vợ cũ ta. Sở dĩ ta nhúng tay vào chuyện này cũng là vì sợ con bé sẽ gặp phải cái thứ mà người thường không thể đối phó được. Nhưng hiện tại ông đến tìm ta đúng là không lầm đâu. Đây, đây là con gián đó. Ở hiện trường ta có phát hiện ra dấu vết chi thuật, nhưng mà là cổ thuật hay là yêu thuật thì ta không rõ. Hưởng Long Ngọc thần phù, chắc chắn chuyện này là có người đứng phía sau giở trò. Người có tiếp bị hại là đang ở bên kia sao? Lý tiên sinh, cậu có chắc là ở đây không? Ta gõ cửa lâu như vậy rồi á, bên trong hình như không có ai. Cầm lấy. Thứ này đã chết rồi sao? Tôi cũng không chắc. Không biết ông đã mua bảo hiểm hay chưa? Ây da, cái đám gián chết tiệt này lại là một cái thi thể. Phong Lai, đây là Lý tiên sinh, cẩn thận. Thiên sát hồn hôn, địa sát chính phương, phi cương nhất hấp.
Vẫn quỷ tiêu vong. Lý tiên sinh, kiếm thuật đúng là một món hời mà. Thế rằng ý lực không mạnh nhưng cũng may là độ chính xác cũng tạm được. Ta chưa từng thấy cái thứ này bao giờ, chỉ có thể cảm nhận được á, bên trong có chứa một chút linh khí. Lý tiên sinh, đây là... Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Còn cái thứ làm gì, chỉ có thể dùng con gián kia. Đâu mất rồi? Con gián? Tiêu rồi, chắc là khi nãy ta hỗn quá nên nó đỡ nó bay mất rồi. Lý tiên sinh, có mau tìm xem nó trốn đi đâu rồi. Tuyệt đối không thể đỡ cho cái mối họa này chạy ra người. Đừng có động đậy. Lý tiên sinh, đã tạ ơn cứu mạng. Việc này cũng là lỗi của ta, ông lần sau đừng có đến nữa. Đừng mà Lý tiên sinh, nếu không giải quyết xong chuyện này ta sao có thể mà an tâm tiểu vân được. Dù sao ta có đây cũng tiện hơn chứ, đúng không? Cũng được thôi, nhưng mà ông phải mua bảo hiểm trước. Ta không muốn là bị Trương cảnh quan tra khảo nữa đâu. À, cậu nói gì vậy? Nếu ta chết thật á, con bé cái thở tới đốt cho ta một cây nhang thì ta cũng vui lắm rồi. Quả nhiên bên trong con gián cũng có thứ này. Trước khi nó lan ra nhiều sợi dây vô hình, cho thấy rằng ở trong thành phố chỗ nào cũng có côn trùng quậy phá. Hiện tại con gián đã chết, sợi tơ bị đứt, mùi lâu lại cũng bị tách ra. Chỉ có phát hiện ra nạn nhân vừa bị hại mới kết thở, lần ra manh mối, tìm thủ phạm thật sự. Lý tiên sinh, ta đã nói là đi theo ta sẽ tiện hơn mà đúng không? Ta chỉ cần gọi cho Vương cục trưởng một cuộc, chúng ta muốn hỏi cái gì á, muốn tra cái gì á, đều không phải dễ như trở bàn tay sao? Sao rồi tiểu đường? Tra ra được thân phận nạn nhân chưa? À, tra được rồi, nạn nhân tên là Tùy Lưỡng, cũng giống với Tiền Triệt. Tiến Trình đều là người từ nơi khác tới. Lúc trước cũng ở cùng nhà trọ với Tiến Trình, vừa mới chuyển đi nơi khác không lâu thì đã chết. Bên pháp y phỏng đoán thời gian tử vong cũng gần với thời gian tử vong của Tiến Trình. Theo tình hình trước mắt, chúng tôi có thể nhận được nhận định là đi là một vụ giết người hàng loạt có tính chất cực kỳ độc ác, thủ đoạn không rõ ràng. Trưởng đội trưởng đã mang người đi phong tỏa hiện trường. Mà những người từ căn trọ đó cũng đều mang tới đây để thẩm vấn từng người một hết rồi. Người này là ai? Hắn tên là bà tu giả, chính là một con nghiện. Nhưng mà cô gái kia không dám nhìn hắn không phải là do sợ, mà bởi vì hắn đã làm một chuyện trái với lương tâm. Chuyện trái lương tâm gì, nói cho tôi nghe xem nào. Không, tôi chỉ nói chơi thôi. Vương cục trưởng còn đang chờ xem văn kiện này, tôi phải mau gửi chúng đi. Trương đội trưởng, đào đường, hai người từ từ nói chuyện nha. Mà ta nhớ ra là có một đệ tử ngồi môn, lâu rồi không gặp á, thôi ta cũng đi đây. Đừng nghe cậu ta nói vậy nha, cái tên bạch tu giả này cũng coi như là một kẻ đáng thương. Cho ta thuốc. Người này bị bớ lên đồn như cơm bữa, chắc hắn mắc một loại bệnh lạ, khi lên cơ thì khắp người đều đau nhức. Bởi vậy nên hắn bắt đầu dùng morphine giảm đau, về sau dần dần sinh ra kháng thuốc rồi nghiện luôn từ đó. Có điều đáng thương nhất vẫn là con gái hắn, chỉ mới có 3-4 tuổi, trông rất là dễ thương. Còn hắn thì bị một cô nghiện khác lôi kéo. Cũng may mà cái tên này không tới nỗi nào, cho dù nghiện đến đâu thì cũng lo cho con gái hắn một bữa ăn. Được rồi, hoàn cảnh của hắn như vậy đó. Nếu cậu còn điều gì không hiểu thì cứ việc hỏi lại. Nhưng tôi nhắc nhở cậu
tốt nhất là đừng có nên tự ý hành động. Nếu không, phòng pháp y là nằm ở tầng này sao? Hả? Phòng pháp y không có tầng này, làm sao vậy? Tôi vừa mới ngửi thấy cái mùi thi thể chết quanh quẩn ở đâu đây. Tìm được rồi, Lý tiên sinh, chúng ta đi mau. Đã tìm thấy một nạn nhân vừa mới bị hại. Tới rồi, tới rồi, cô vẫn tới rồi đây. Cái gì mà ối lắm thế? Lý tiên sinh, vừa rồi tôi nói với họ cậu là một cố vấn chuyên nghiệp, cũng nên thể hiện chút bản lĩnh đi. Tôi sẽ cố. Hướng Long Ngọc Thần Phù. Lý tiên sinh, cậu sao vậy? Mùi cũng giống với thi thể trước, nhưng mà không phát hiện ra trong thi thể có côn trùng hay là vật lạ nào cả. Có lẽ là tôi chưa tìm thấy, hoặc là hung thủ đã phát hiện ra manh mối rồi nhanh tay giấu đi. Đừng khóc nữa. Đó, người quen biết nạn nhân sao? Hắn tên là Tôn Dũng, lớp trước là đồng nghiệp của bọn tôi. Trước đây, hắn trước đó không lâu đã bị đánh đuổi khỏi trường bởi vì phạm lỗi khi công tác. Ơi, còn nói những cái thứ này làm gì? Người cũng đã đi rồi, tôi nên... Rốt cuộc là đã phạm lỗi gì? Tôi nghĩ rằng cái chết của đồng nghiệp cậu rất có thể là bị người khác trả thù. Trả thù sao có thể chứ? Chỉ có Bạch Độc Trùng, sau khi hắn nhận được tiền bồi thường lớn như vậy, còn không biết vui mừng cái nào. Bạch Độc Trùng là Bạch Tú giả sao? Có chuyện gì với hắn vậy? Tại nghe hắn nói có một cô con gái hắn đi cai nghiện rồi, thì con gái hắn phải làm sao? Đó cũng là nguyên do. Nghe nói trước khi Bạch Tú Nghiệp bị đưa vào, đã quỳ lạy nói với Tôn Dũng, con gái hắn vẫn còn ở trong nhà. Nhưng lúc đó tên Tôn Dũng này bị bạn gái cắm sừng cả ngày cứ đờn ra, không biết là đã quên hay là căn bản không nghe lọt tai. Lúc chúng tôi nghĩ đến cô bé đó lần nữa, người đều đã mất rồi, trên cửa lớn đều là vết máu. Bà tôi giả, bà tôi nghiệp, mong mọi người thông cảm. Lơ là cương vị, có mấy người liên quan đến khai trừ nên kết án ở Tôn Dũng vốn cũng nên vào, nhưng người nhà anh ta có chút quan hệ. Sau khi xảy ra chuyện, vì lo lắng sẽ ảnh hưởng xấu, bên trên liền áp chế sự việc lại, đến không ít người ở trong cục cũng không rõ đầu đuôi. Chỉ là không ngờ thoát được pháp luật lại không thoát được âm mưu sát sao. Cỡ ra thì cái tên Tôn Dũng này cũng là đáng đời. Còn có mấy người hàng xóm của Bạch Tu Nghiệp á, con gái gì nhỏ đập cửa khiến tay nát luôn rồi. Đừng có nói đến hỏi một chút, cho dù là nói một tiếng với cảnh sát khu vực cũng được ạ. Hàng xóm của bà Tu Nghiệp sợ là đã chết gần hết rồi. Bà Tu Nghiệp cũng là người bản địa à? Anh ta không phải người bản địa, tôi nhớ là hộ tịch của anh ta là ở Kiềm Nam. Anh ta là... Người biếu. Lý tiên sinh, xin cậu nhất định phải cứu con gái tôi. Bây giờ con bé đang ở cục cảnh sát với Bạch Tu Nghiệp. Ông không hề sốt ruột. Đội trưởng trưởng mặc dù ở cục cảnh sát, nhưng cô ấy không phải mục tiêu của Bạch Tu Nghiệp. Mặc dù trách nhiệm quy về Tôn Dũng, nhưng lần này Bạch Tu Nghiệp là bị đội trưởng Trương bắt được. Mau nghe điện thoại đi, sao không có ai bắt máy vậy? Đều tại tôi, đều tại tôi, nhờ vương cục đã điều đã Tiểu Vân trực ca. Nếu như bà Tu Nghiệp chính là hung thủ khu trùng, đều là tôi đã hại Tiểu Vân. Liên hệ được với lực lượng cảnh sát ở gần đây không? Vì cái vụ án này nên tất cả cảnh sát đều tản ra hết rồi, không kịp rồi. Cho dù là điều động tạm thời cũng không kịp đâu. Trưởng đại sư, ông cũng không cần lo lắng quá. Đội trưởng Trương cô ấy đậu mé cũng không phải con gái anh, có thể nói nhanh chút cho tôi không? Ông muốn nhanh bao nhiêu? Lúc anh đầu thai chạy nhanh như nào, bây giờ lái nhanh như thế cho tôi. Ngồi chắc nha.
Con gái ông cầu cầu dạo này có khỏe không? Đây là đồ chơi mà mấy ngày trước đi công tác tôi đem về cho cậu cậu, lấy về cho con bé đi. Đừng cứ cả ngày đến đến đây, con gái phải chịu khổ bao nhiêu nữa. Ông cười cái gì? Không có gì thì ra con vẫn không biết. Không biết? Tôi không biết cái gì, ông nói rõ đi. Được thôi. Cái tên vướng víu kia không ở đây, chúng ta không có nhiều thời gian, cứ từ từ nói. Các người đừng có vào trong phá đám nữa. Nhưng tôi là cảnh sát nhân dân, tên này thường ngày trông yếu đuối nhưng lúc máu chốt vẫn có thể được cứng rắn lên được. Đồng chí cảnh sát, anh có đối phó được cổ trùng không? Cái này trách nhiệm của cục cảnh sát nhân dân là bảo vệ cho quần chúng nhân dân, lão quần chúng đó giao cho anh nha. Trưởng đại sư, tôi khuyên ông cũng ngồi đợi đi, chắc là Lý Tiên Sinh hả? Đâu rồi? Ở trưởng đại sư, trưởng đại sư, trước đây mình đã mơ hồ ngửi được mùi thối của cổ trùng ở cục cảnh sát, cô nghĩ ra là mùi của thi thể trong phòng pháp y, giờ xem ra chắc chắn là đến từ bạch tu nghiệp. Vẫn may đều chỉ là bị ngất đi. Nhưng đội trưởng Trương và nữ nhân bên cạnh Bạch Tu Nghiệp đi đâu rồi? Tờ tên tịch gì? Bách quỷ thiêu vong, thiên sát hồn hồn, địa sát chính phương. Hy vọng vẫn còn cứu được. Xem ra bà tốt nghiệp yếu đuối quá rồi, sức sống của con trùng bị điều khiển rất là ngông cuồng. Đã là mảnh thứ ba rồi, mỗi mảnh đều có thể khống chế một loại côn trùng, cũng không biết bà tốt nghiệp có mấy mảnh thế này. Là ai? Bà tốt nghiệp đứng lại. Dừng tay đi, ông chạy không thoát nữa đâu. Chị ông nội mày, đứng lại. Còn mày đó, chuẩn bị để rồi, xíu chút nữa thì quên, vết thương vẫn chưa hồi khỏi hẳn. Đâu 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 đâu. Tiểu Vân, con nhất định đừng có xảy ra chuyện đi. Bà tu nghiệp, yêu nhân chết tiệt, người trả con gái cho ta đây. Buông ra, ông buông ra cho tôi. Lý Tiên Sinh, nhanh. Lý Tiên Sinh, Lý Tiên Sinh, cứu ta. Đừng có nói chuyện, cẩn thận độc trùng đi vào cơ thể ông. Ui, thiên sát hồn hồn, địa sát chính phương. Tỉnh lại đi, Bạch Tu Nghiệp và côn trùng đều chạy mất rồi. Vậy Tiểu Vân đâu? Tiểu Vân sao rồi? Sao hai người lại ở đây? Không thủ ở hiện trường vụ án, ở đây làm gì? Tiểu Vân, phía sau vẫn còn hai cái, mau chuẩn bị khí oxy. Nhường đường, nhường đường. Trưởng đại sư, Lý Tiên Sinh đâu? Mọi người không bị thương chứ? Bọn ta không sao, Tiểu Vân đâu? Con bé thế nào rồi? Ông yên tâm, đội trưởng Đường, mặc dù tự trách nhưng cô ấy cũng hiểu, đây là chuyện không còn cách nào khác.
Ôi mà biết bà tội nghiệp á, những lúc đội trưởng Trương ra ngồi mua cơm cho mọi người mà động thủ chứ. Điện thoại cô ấy lại rơi, cục rồi. Vậy thì tốt, đứa trẻ này lòng tự tôn mạnh đó. Tại sao là nó cứ phải bắt yêu nhân đó lại muốn trả thù? Ông cũng không cần quá lo lắng đâu. Mặc dù đội trưởng Trương từng bắt bạch tu nghiệp nhưng cô ấy hoàn toàn không biết gì về chuyện con gái ông ta. Một thứ bạch tu nghiệp cũng không chắc là cô ấy. Lý Tiên Sinh á, hắn đã hành hung ở cục cảnh sát, cậu nhìn xem cái dáng vẻ của hắn á, sẽ quan tâm ai vô tội, ai có tội. Còn cái suy nghĩ của người tu hành tà thuật đúng là không nên dùng quan điểm của người bình thường để nhận định. Nhưng nếu như bạch tu nghiệp thật sự muốn động thủ, tại sao phải đợi Trương Thiến rời đi? Lý Tiên Sinh thật sự không còn cách nào khác tìm thấy hắn nữa à? Nếu cậu có cách á, xin nhất định hãy giúp chúng tôi tìm được tên hung thủ giết người này. Thế giới hiện đại, linh khí cạn kiệt, hiệu quả của hướng Long Ngọc Thần Phù vốn kém. Thành phố mùi vị hỗn tạp và càng giờ ẩn nấp. Lý Thiên Sơn có khả năng chiêu ôn hồn người chết đến không? Hỏi xem có tên bạch tu nghiệp đâu. Chiêu hồn thì tôi không biết hay là nói ông biết. Đợi đã, ôn hồn không phải có sẵn à? Cô ấy muốn làm gì? Không biết nữa. Không biết. Có một cô hồn dạ quỷ ở dương gian tìm thấy một nơi trói buộc linh hồn liền có thể ở lại thế giới lâu dài và dần dần tiêu tan đi cơn thịnh nộ trong tâm. Nhưng nộ của ngươi có tiêu tan được không? Tiến trình. Điểm hồn đang học được từ chú Lưu Đảo Đạo không biết có dùng được ở đây không? Kính bài thần tứ phương, xin hãy mở cửa tứ phương. Mời tiên nhân lên kiệu. Mời tiên nhân lên kiệu. Mời tiên nhân lên kiệu. Tờ kính tiên nhân uy nghiêm nhà ngươi. Ngươi còn muốn báo thù nữa không? Còn muốn báo thù nữa không? Nghe nói hồn đăng sẽ chỉ ra nơi mà ngươi giả quỷ hận nhất đang ở. Nếu chỗ mà tiến trình chỉ là bạch tu nghiệp, vậy rốt cuộc ông ta đã giết bao nhiêu người? Không cần cứ nhắc nhở, mùi thối của cổ trùng ở đây đều nồng nặc không thể tan. Bạch tu nghiệp đang trốn ở đó. Đúng thật là bạch tu nghiệp á, cánh tay gãy của ông ta mọc ra nhanh ghê. Số lượng này thật sự quá là nhiều. Cổ trùng thường dựa vào máu thịt tinh khí để nuôi dưỡng. Chẳng trách mỗi ngày ông ta lại gần đi một phần. Phải mau chóng báo cảnh sát. Đợi đã, đây là sắp mưa rồi. Phải mau đóng cửa. Sợ 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 nhất là tiếng sấm. Bà tu nghiệp, ông không còn đường thoát đâu. Trảm yêu. Bà tu nghiệp. Cứ tiếp tục thế này sớm muộn gì cũng bị nó làm kiệt sức chết thôi. Phải giết chết máu trùng mới có cơ hội. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Lời đó ông ta chạy rồi, nhưng mà thối xác đầu sao như thế, còn tính là người gì chứ? Đây là tơ phẩm. Mau dừng tay. Hồn khí của tên này tiêu tán rồi. Sổ tay của Bạch Tu Nghiệp